này, mình sẽ nắm một số cái phân khu ha, zone 8. Rồi, đây là zone 4 nè. Zone 4 thì gần sông ha. Rồi zone 5 là garden villa, là dạng vườn á, đó thì vườn rất là lớn nằm ở đây. Rồi zone 6 đang mở bán là khu này, gọi là trái tim của đảo ha. Rồi zone 7 có thể được bán năm nay. Thì zone 7 thì nó bao gồm là ôm luôn cả cái công viên, đại công viên 22 hectare. Mình hình dung hay đại công viên mà 22 hectare có nghĩa là nó lớn hơn cả gấp đôi cái hồ Hoàn Kiếm ngoài Hà Nội. Nếu mà mình đã đi bộ Hoàn Kiếm ngoài Hà Nội mình thấy nó to như thế nào đúng không? Thì cái này nó gấp đôi luôn Hoàn Kiếm luôn. Và ở cái zone 7 này thì nó sẽ triển khai luôn cả một cái cụm khu du lịch ở đây, khai thác về du lịch giải trí nè, rất là lớn ở đây. Rồi đây nó có khoảng mấy chục căn biệt thự đó. Nói chung là zone này nó bán ra thì chứ nghĩa là biệt thự nó cũng sẽ ngang dinh thự đó. Nó dạng là ví dụ như 20 tỷ, 30 tỷ nó không thấp nè. Đây là cái khu VIP, cực kỳ VIP, sát đại công viên và khai thác nghỉ dưỡng du lịch. Thì cái đại công viên đây nó sẽ giải trí, nó làm rất là nhiều cái, nó dẫn nước từ ngoài cái này vô tới trung tâm đảo luôn. Và cái zone 6 mình đang được cái thừa hưởng cái nhìn cái view qua cái sát cái đại công viên này, nó dẫn vô cái công viên hồ trung tâm luôn, ở hồ trung tâm ngay căn hộ đó. Thì nếu mà để tí nữa thì Chiến sẽ giới thiệu thêm. Và bây giờ thì Swan lấy thêm cái này là 40 hectare đó, mới lấy thêm ha. Đó thì đó mình đang nhìn ha, đây là Marina này, zone 8. Cái này là zone 5, này là zone 4. Zone 4 được định vị là khu biệt thự cao cấp ha, nó toàn bộ kiến trúc Pháp. Chỗ này là zone 6, có căn hộ. Đây là cái trung tâm CBD, trung tâm tài chính. Đây là cái cầu Lại Phước. Thì mỗi khu nó sẽ có mỗi cái tiện ích khác nhau. Đó thì càng về sau á thì cái lúc hao và cái tiện ích của nó làm càng cao cấp. Nếu mà mình nhìn thấy được những cái thiết kế, ví dụ như là cái ông này thôi là đã bây giờ đang rất là đẹp rồi, mọi người bên ngoài nhìn nó như một cái resort vậy đó. Thì sắp tới đây thì cái phân khu này nó lại sẽ là hoành tráng hơn, nó gọi là mỹ cảnh Paris. Thì nó là toàn bộ kiến trúc Pháp và những cái mà cái từng chi tiết trong cái lúc hao á, nó sẽ sang trọng, rất là sang trọng. Bên đây nó làm nó là rất là bắt mắt ha. Đây trên đây có ghi chú lại nè. Đó thì một số cái phân khu zone 8. Rồi đây là cái bến khu vực, bến du thuyền và có hai cái hồ bơi. Đây là Chiến hay tổ chức ví dụ như về tiệc bạc ti cho khách nè. Thì bên đây là mình có một cái lợi thế rất là tuyệt vời, đó là mình có thể là bán hàng bằng event. Và đa số là Chiến toàn là bán hàng bằng event không, đó là cái khách qua họ cảm nhận, họ chơi, họ nghỉ lại villa thì bây giờ đa số là mọi người đang thuê ở đây zone 5 ha. Zone 5 là những cái khu mà của Vina Capital những hai rồi á. Thì cái một cái căn như vậy nó có khoảng là 3-4 phòng ngủ. Thì chi phí khoảng là 3,5 triệu một ngày. Rồi. Đây là cái quỹ đất của Swan ha. Mình thấy nó rất là rõ ràng ha, từng năm nó triển khai như thế nào. Cái khu màu xanh này thì nó đã triển khai rồi nè. Khu màu tím này thì nó đã làm năm 2017, là cái bến du thuyền tiện ích ha. Rồi ở đây là cái zone 4 và zone 5, 4 năm nè. Zone 6 thì 2019 mở bán và sang lấp hồi cuối năm á. Mở bán vào tháng 7, tháng 6 này. Bệnh viện nè. Bệnh viện và trường học ha, mình được cái là hai đơn vị đó đã ký quỹ và đã ký hợp đồng ha. Thì đã giải ngân 10% vô trong tài khoản của bên chủ đầu tư để triển khai cái bệnh viện và cái trường học. Rồi 2020 thì mình sẽ bán được cái gì? Đây ha. Đây là cái phân khu nằm sát bên cái đại công viên này, 40 hectare ha. Cái này thì chưa có đặt tên. Thì đây là cụm tài chính nè. Còn cái zone 7 nó định hướng là 2022. Nhưng mà có khả năng, nói chung là năm nay sẽ tùy, bên đây nó sẽ linh động ha. Sẽ linh động về cái sản phẩm, để làm sao cái sản phẩm nào nó dễ bán nhất để kiếm tiền. Trong tại vì Swan bây giờ là đang là
một đơn vị tự vận hành, tự thu, tự chi tại Việt Nam. Nó không có, bên nước ngoài không rót tiền qua trong 2 năm qua. Nên trong cái năm 2018-2019 là những cái năm mà rất là khó khăn đối với lại Swansity. Nên nhưng mà họ cũng đã vượt qua được cái giai đoạn đó, và bây giờ cái nguồn thu của họ rất là lớn. Tại vì họ tới cái giai đoạn mà mình biết chủ đầu tư nước ngoài á, tới giai đoạn mà bàn giao nhà là họ thu 50%, cộng thêm phí bảo trì, phí quản lý, nói chung là rất là nhiều trong đó. Và tổng cái số lượng mà bàn giao á, là năm nay ví dụ như là bên đây là 396 căn, bên đây là 546 căn, cộng với là bộ sưu tập 66 căn này nữa đó, thì mình thấy là bên đảo là nó khoảng độ là hơn 1.000 căn, cộng với lại bên Swan Bắc thì tính ra là bàn giao xong được khoảng độ 710 căn, cộng cuối năm khoảng 360 căn nữa là cũng thêm 1.000 căn nữa. Mình thấy một cái chủ đầu tư mà vô Việt Nam chỉ trong vòng khoảng 2 năm mấy mà bàn giao hơn khoảng 2.000 căn biệt thự như vậy, nó mà làm quy mô mọi thứ rất là đẹp. Đó, thì nếu mà ở Việt Nam mình thì nhìn thì nó rất khó, chưa gọi là những cái đối thủ cạnh tranh của Swan nó gần như là không có. Đó, hoặc ví dụ như Aqua City thì đó là một cái đơn vị đang triển khai là mô hình khá, nó cũng là một cái biệt lập riêng. Đó, thì nó cũng giống vậy. Ok. Thì đó là cái chiến nói qua về cái quy hoạch. Còn mấy này là mấy cái chi tiết thì cái này file này sẽ gửi cho mọi người. Thì ở đây từng cái phần phân khu trên đây nó có ghi hết, ví dụ như 3233 là cái gì nữa ha. Thì này là bên chủ đầu tư làm ha. Zone 7 tourist. One tourist zone. Rồi ở đây nó có ví dụ như zone 4 nó sẽ có khu trường học và mẫu giáo nè. Là số 35 nè. Zone 4 kindergarten. Rồi 34 clinic. Ok, rồi cái những cái mà commercial 31 commercial. Rồi đây là cái công viên trung tâm này, của cái khu mà hồ bơi. Rồi đó là cái mà tổng quan. Thì đây là về vị trí ha. Vị trí lúc nãy chưa nói tới thì đây là cái đảo Swan Bay nè. Cái hướng mà hiện tại mình đang đi đường sông á, hàng ngày thì bên chủ đầu tư sẽ có cano đó, thì hiện tại chủ đầu tư có cano đi hàng ngày, nhưng mà bây giờ đang là trong cái đợt dịch á thì nên sẽ hạn chế đó, thì sở giao thông chỉ cho một ngày đi khoảng 16 người thôi, nên đăng ký nó sẽ hơi hạn chế. Chứ bình thường cano một chiếc của họ có thể là chở được 45 người. Thì ngay từ bến Bạch Đằng, có nghĩa là hàng ngày mình đi hồi trước á, là nhiều bạn bán dự án này là do lúc đầu á, là công ty dù như là dẫn các bạn đi bằng đường xe, đường bộ thì các bạn nghĩ xa nên rất là ngại bán trên chân trần. Nhưng mà thực sự là bán cái dự án ở đây nó cực kỳ VIP ha. Các bạn chỉ việc ra bến Bạch Đằng ngay quận 1 á, thì cùng khách uống cà phê, sau đó bước lên cano 30 phút sau qua tới đảo. Lúc mà cặp gần bến vô đảo mình sẽ nhìn thấy nguyên một cái dãy biệt thự ven sông đó, thì nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ đập ngay vào mắt của khách. Đó là nội nhiêu đó thôi là mình đã thấy là một cái cơ hội bán hàng rồi. Thêm nữa đó là cái cơ hội mà trải nghiệm cano trên sông, nhìn ngắm những dự án ven sông đó, thì đó là cái nhiều cái cơ hội để mình mời khách hàng đi qua đây lắm. Mình nói chung bên đây bán hàng là làm sao là phải đưa được khách qua bên đảo. Hình ảnh đẹp thì nó có bây giờ đầy rồi, thì bây giờ mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Rồi hàng ngày thì cũng có xe là 8 giờ chạy đó. Còn cano thì 9 giờ rưỡi sáng với lại chiều là 2 giờ đó là cái cano vận hành hàng ngày đó. Dù như sáng đi 9 rưỡi qua thì 1 giờ về, chiều đi 2 giờ qua thì 5 giờ về đó, thì hàng ngày chủ đầu tư có bố trí cái phương tiện như vậy. Rồi rồi cái ở đây nữa thì nếu mà đi đường bộ bây giờ là mình sẽ đi khá là xa ha. Mình phải xuống ví dụ như là cao tốc nè. Mình xuống đây là quốc lộ 51 ở Vũng Tàu ha. Ở đây là cao tốc Long Thành Dầu Dây nè. Đây mình xuống đây. Đó, mình xuống đây cái mình rẽ vô cái 769 để vô cái đảo. Đó, còn đây là cái đường 319 nè. Trong năm nay nó xong thì bây giờ nó đã xong từ cái khúc mà ngay đây nè. Đi xuống cái khu công nghiệp nè.
nó đã xong phút này rồi, nó còn khoảng 1 km ngay đây kết nối vô cao tốc, và nó có một cái cầu vượt băng qua đây luôn ha, băng qua đây. Và cái cầu vượt 39 này nó sẽ sau này nó kết nối vô cái hương lộ 2 để mà đi về Aqua City luôn. À, thì vừa rồi thì mình có cái quy hoạch về cái con đường đó nữa. Và bên đây là một cái khu công nghiệp của Long Thành. Ở đây là sân bay quốc tế Long Thành ha. Sân bay ngang 5 km, rất là lớn. À, Xoan Bắc đó thì nó nằm ở ngay gần cái dòng xoay Nhân Trạch này. Đây dòng xoay Nhân Trạch, cái đường chính 80m đã hiện hữu lớn đây, đường lớn đây ha. Đó thì nó nằm ngay đây, đó là nó gần 1.000 hecta, đó là cái gọi là cái biểu tượng của Nhân Trạch đó. Nó có tháp đôi, nó có hồ Thiên Nga, nó nói chung là cái quần thể giải trí của Xoan Bắc cũng lớn lắm. À, rồi ở đây là cái phía mà từ cao tốc Bến Lức Long Thành đi lên, nó đi qua hai cái cầu Phước Khánh Bình Khánh đó, đi ra cái hướng này đi ra Vũng Tàu. Chưa kể nữa là Nhân Trạch thì sẽ có cái kết nối cái đường mà sát sông đó, thì nó khoảng đường rộng 90m để đi ra cảng Cái Mép. Nó gọi là sau này là những cái đường liên cảng. Đây là Bam Marina, đó là về cái vị trí. Mình thấy vị trí của Swan nó rất là đẹp ha. À, vành đai 3 mà xong á, thì đi vô đây trung tâm vùng 1 30 phút thôi. À, nếu mà đo thì là từ ngay khúc này chưa tới cái chỗ trạm thu phí Long Phước đâu nha, Long Phước quận 9 đâu. À, từ đây mà đi tới đây tới hầm Thủ Thiêm nó khoảng độ 14 cây, từ đây vô tới đảo nữa khoảng 5 cây nữa, coi như là khoảng 20 cây. 20 cây mà mình toàn là đi cao tốc và vành đai 3 đó, thì mình sẽ đi rất là nhanh ha. 30 phút thôi mình đã có được cái không gian xanh đó. Thì trong thời gian qua mình cũng thấy là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội á, cái rất là khó, đó là cái mà mọi người thấy là nó rất là ô nhiễm đó, bụi mịn đúng không, một thời gian vừa qua là bụi mịn đó, nên mọi người đã có cái sự thay đổi đó rồi. Nên mọi người đang chọn về Aqua City và Swan Bay, những cái nơi mà có cái mảng xanh lớn đó. Thì Swan Bay và Swan Bắc là hai cái nơi mà có mảng xanh rất lớn, một cái thì gần 500 hecta, một cái thì gần 1.000 hecta. Một số cái này gọi là cái giá trị thôi thì ở đây ví dụ như vị trí Độc Tôn hay là cái khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thì ở đây tại hôm nay thì Chiến cũng muốn giới thiệu qua để mọi người mình sẽ có là 3 đợt hướng dẫn. Thứ nhất ví dụ như là mình chỉ nắm về lý thuyết và tí nữa mình đi sâu vào cái flycam chi tiết bên đảo. Cái thứ hai thì Chiến sẽ tổ chức nhiều cái đợt để đi thực tế bên đảo và mình có thể là ở lại trải nghiệm, hoặc là ví dụ mình đi trong ngày thì mình có thể là ví dụ như buổi trưa mình nướng BBQ trong vườn đồ này nọ, nói chung chi phí cũng rẻ. Nếu mà đi trong ngày thì chi phí villa tầm cỡ 1,5 triệu thôi. Đó, rồi còn lại là đồ ăn đồ uống mình đem qua, mình có BBQ mình nướng, là mình sáng mình nắm một số phân khu, chiều nắm số phân khu. Đó, mà bên đảo thì thực ra là bạn phải đi nhiều lần mình mới nắm hết thôi, chứ đi 1-2 lần cũng không nắm đâu, nó nhiều quá. À, ở đây ha, thì đây là những cái giải năm 2019-2020 nha. À, nó được cái giải Asia Pacific này, hai cái giải này, Swan City, Swan Bay với là Swan Bắc này, đều đạt giải. Cái đó hình như bên kỳ đó bên Thái Lan. Rồi đây bây giờ là mình sẽ vô cái hàng Zone 8 này. Zone 8 là cái phân khu đầu tiên á. À, thì đây là cái trục đường chính của đảo ha. Trục đường này là 50m này. Đây là trục đường chính. Đây là cái Sail Gallery này. Khu Sail Gallery rồi. Đây mình vô đây Sail Gallery, rồi mình vô đây là cái khu nhà hàng kinh doanh ha. Rồi những cái nhà mẫu nữa nằm đây. Rồi đây là cái khu đó. Thì ở đây mình sẽ thấy chi tiết ha. Ở đây những cái màu này nó sẽ phân biệt. Đây là cái mặt bằng ha. Mặt bằng thì đây những sản phẩm mà chuyển nhượng lại. Thì tí nữa thì Chiến sẽ trao đổi về cái hướng chuyển nhượng bên mình. Thì bên mình đang có những cái hướng rất là hay về chuyển nhượng. Nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho mình có thể là bán được những sản phẩm. Và mình nắm giá và mình có khả năng mà phân tích giá. Ngay cả ví dụ như một cái khách hàng mới họ gửi cho mình, mình sẽ biết được ví dụ như là cái đó sẽ bán được khoảng bao nhiêu. Thì khi mà mình nắm cái thị trường thì khách hàng sẽ rất tin tưởng mình. Đây là cái quy hoạch 396 căn ha. Thì ở đây nó có một số căn ở đây nó chưa có làm đâu.
Đó, ví dụ mình vô vô đây mình vô cái nhà mẫu ha, thì đầu tiên ví dụ như nó xây cái nhà mẫu, nhà phố rồi biệt thự song lập, thì những cái đó sau này chủ đầu tư sẽ bỏ ha, nó xây mẫu lên thôi. Rồi còn một cái căn dinh thự, cái căn dinh thự ngay xong là cái căn này ha, nó nằm ngay đây kế bên đang dạy vậy này, có nghĩa là ở đây còn hai căn nữa chưa xây đó, mình sẽ hiểu như vậy. Rồi một cái căn đơn lập nó xây ở đây rồi. À, thì còn những cái căn ở đây nó chưa xây. À, đó mình sẽ vô tham quan những cái nhà mẫu đầu tiên, mình vô tham quan mình sẽ gặp cái căn nhà phố đầu tiên, xong tới căn song lập, tới căn đơn lập, rồi căn dinh thự nó nằm đây. À, còn lại ở khu này thì nó đã xây xong rồi, bây giờ nó đã mở đường cho đi vào luôn. À, ở đây là cái đường 30m này, đường rất là lớn. Ở đây được hai mặt luôn, nếu mà mua những cái căn biệt thự đơn lập đây. À, ở đây mình có ghi chú này, chủ đầu tư có ghi chú là tao hao này, những cái màu hồng đó là nhà phố. Đây là mình để ý nè, đây nhà phố này được hai mặt tiền này ha. Cái mặt chính nó sẽ nằm ở phía này, cái mặt này cửa phụ. Đó, nhà phố thì nó chỉ có 130 căn thôi, đó, nó nằm đây. Những cái căn này cũng được hai mặt tiền luôn anh chị ha. Đây những nhà phố. Ở ngay đây có một cái trường học mẫu giáo. Rồi nói chung là từng phân khu á là đều đa số là chỉ thấy là trong cái phân khu đó đều có trường học mẫu giáo, gần như là để gọi là cho con nhỏ đồ đi học trong đó gửi dễ nhất. Còn cái trường học lớn tí nữa mình sẽ đi ha. Đây là cái kênh đào nhân tạo ha, nó sẽ tạo cảnh quan đây rất là đẹp, hồ bơi, lúp hao, gym, mọi thứ nằm đây. Đó, rồi mình thấy ví dụ như semi-d có nghĩa là biệt thự song lập ha. Rồi small villa đơn lập, trong đây nó có hai dạng ha. À, đây là cái đơn lập kiểu Pháp nè, mình sẽ vô khu này mình sẽ thấy là biệt thự màu đỏ nâu nâu á, đó là những cái căn biệt thự kiểu Pháp. Đây những cái căn nó ký hiệu màu xanh nè là biệt thự kiểu Pháp nè, biệt thự kiểu châu Á, xin lỗi mọi người. Đó, đây là biệt thự kiểu châu Á, còn đây là biệt thự đơn lập 16-20 ha, thì nó là kiểu Pháp nè. Hai khu ở dưới đây là kiểu Pháp hết, đơn lập và dinh thự, nó là đều kiểu Pháp. Khu này là cái chạy bộ dọc bờ sông nè, chủ đầu tư đã làm xong rồi. Ở đây có Lotteria, thì dù như mình có thể ăn trưa rồi đây. Rồi ở đây mình sẽ đi chi tiết vô cái lần 8 nè. Đây là cái hồ bơi rất là lớn đã xong. Ở trong đây là có gym, có cà phê, có phòng trẻ em, có chỗ BBQ. Nói chung là đầy đủ về cái khu mà tiện ích ha. Đó, mỗi khu nó sẽ có mỗi cái tiện ích khác nhau. Thì đây là cái khu mà căn dinh thự ha. Thì đây là cái hình mẫu 3D thời xưa. Hồi xưa là chỉ bán theo hình như thế này thôi. Đó, còn cái này là thực tế nè. Zone 8 thì nó chỉ có 21 căn như thế này thôi. Thì hồi xưa cái giá của dinh thự á, thì nó tầm cỡ 13 tỷ, 14 tỷ là đã VT luôn nha. Đó, thì ví dụ như là trong thời gian qua những cái căn này diện tích của nó sẽ có nhiều diện tích ha. Ví dụ như căn này 20 nhân cho 26 nó khoảng là 520m. Đó, nó, bên đây là dinh thự nó khoảng 520m cho tới 600m. Thì chỉ xây một trệt một lầu. À, có hồ bơi nhưng hồ bơi mình sẽ tự làm ha. À, bên đây thì nó sẽ giao hoàn thiện bên ngoài như thế này, bên trong là thô rồi. À, thì những cái căn mà hồi xưa bán ví dụ như tầm cỡ 13 tỷ thì bây giờ họ bán lại tầm cỡ là 20 tỷ thì họ thanh toán 50% là khoảng độ ví dụ như 6 tỷ rưỡi đó, họ bán là 20 tỷ. Đó, mình thấy cái độ lời rất là lớn ha. Mà nhiều khi ban đầu họ cũng chưa thanh toán tới 6 tỷ rưỡi nữa, tại nó theo tiến độ mà. Như đợt 1 10% thì nó tầm cỡ tỷ 3. Nhiều khi lúc đầu mới vô tỷ 3 là đã bán có lời. Đây là những sản phẩm rất là hiếm. À, đây là cái bản vẽ bên trong thôi. Dường như cái này là ngang của nó là 20 nè, dài là 26 nè. Thì Chiến đang đi chi tiết để làm cái gì? Tại vì ở đây thì Chiến nghĩ là mọi người khi mà qua đảo á, những sản phẩm mới của nó sẽ không dễ bán đâu. Thì ban đầu mình sẽ tìm kiếm những khách hàng chủ yếu là bán về chuyển nhượng.
nó bán về chuyển nhượng bên đây nó bán khá là dễ, và sản phẩm nó được khách hàng rất là chuộng, và mình bán chuyển nhượng nó cũng dễ hơn. Đó là cái ví dụ như mình không có tốn nhiều cái kinh phí mà marketing giống như bán mới. Bán mới mình phải chạy rất là nhiều cái, ví dụ như là Google AdWords hay là Facebook rồi nhiều cái nữa. Còn bán chuyển nhượng mình đơn giản chỉ rao vặt, hoặc là mình vào những cái group cộng đồng, đó là mình đã có thể là triển khai được bán những cái sản phẩm này rồi. Và ở đây ví dụ như bên công ty mình sẽ triển khai gọi là xây dựng những cái rổ hàng này đó, để mình cứ việc đăng và mình bán thôi. Rồi đây là Big Villa, còn đây là cái kiểu Pháp nè, biệt thự kiểu Pháp nè, đó là 1620 ha. Đây cái loại 1620, cái này là cái căn thực tế, căn nhà mẫu bên đó để mình vô tham quan nè. Căn nhà mẫu này làm rất là đẹp ha, thì nó là cái căn mà nhiều người vô là thích và mua nhiều nhất á. Đó. Đó là cái đơn lập này. Đơn lập này thì cái giá của nó hồi đầu nó tầm 8 tỷ mấy, bây giờ nó bán khoảng 11 tỷ rưỡi, 12 tỷ. Đó là cái zone 8 bán lại ha, chúng em nói cái tầm cái giá 1620. Nói chung nó mắc cũng là do là đằng sau nó là cái đường 30m, những cái vị trí của căn này trong zone 8 nó có hai mặt tiền, hai mặt, một mặt trước và mặt sau, mặt sau đường tới 30m. Đó là cái thiết kế của căn small villa ha. Ở chỗ này mình để xe hơi, phòng khách, cái bàn ăn rồi bếp. Đó là những cái vườn mình cũng rất là rộng, mình thiết kế những tiểu cảnh cái vườn. Bên đây nó chừa trống cỡ 2m. Chừa sâu đây khúc này 2m. Đó là cái về thiết kế nha. Thì tí nó sẽ chuyển cái file này vô trong group để mình lấy. Còn đây là cái biệt thự song lập ha. Song lập là một nửa bên ha, có nghĩa là hai căn sát nhau. Có ai trước giờ không biết biệt thự song lập là gì không? Chứ Nghi cũng có đó, hồi xưa thực sự là Chiến nghe những cái từ không có hiểu đó, nhà phố, rồi nhà phố liền kề, rồi song lập, thực sự là không biết nó là cái gì hết. Nó là semi d, nó dùng nhiều từ đó. Thì đây là cái song lập ha, nó nằm đây. Cái biệt thự song lập của zone 8 là 1020, nó một trệt hai lầu, nó xây hoàn thiện bên ngoài như vậy. Cái này là thiết kế chi tiết trong đó 1020 ha. Một trệt hai lầu. Ở đây nó có cái sân thượng này rất là đẹp. Đó, rồi ban công cũng rộng. Còn đây là cái mẫu nhà phố nè. Nhà phố liền kề ha, nó sẽ san sát nhau như vậy, và ngang của nó là 7x17. Hồi xưa cái giá nhà phố này nó tầm cỡ 2 tỷ 8 tới 3 tỷ đã VAT. Đó, thì bây giờ cái giá của nó khoảng 3 tỷ 8. Nói chung là căn gốc thì nó diện tích nó sẽ lớn hơn, căn gốc nó sẽ có cái vườn đó, thì cái giá sẽ cao hơn. Căn gốc thì hồi xưa cỡ 3 tỷ 6, 3 tỷ rưỡi. Ok, đó là cái mình nắm qua về cái zone 8. Bên đây nó khá là nhiều phân khu ha. Thì hôm nay chủ yếu Chiến nói lướt qua thôi, chứ đi sâu quá thì nhiều khi là cái nó nhiều thông tin quá đó, thì mình cũng không có nhớ hết được. Thì cái này phải đi qua nhiều lần. Thì hồi nãy là cái zone 8 thì nó nằm ở phía này ha, còn cái zone 5 thì nó nằm ở giữa đây. Ở đây nó có một cái khu mà cái hồ này nuôi hai con thiên nga rất là đẹp nè. Còn zone 6 mình đang bán là nó nằm ở đây. Còn cái này là zone 4 đang xây và giao thôi. Khu này. Đó, còn đây là cái lớp hào bến du thuyền 5.8 hectare. Bên zone 4 á, thì Vina bắt đầu bán trước đó rồi. Thì năm 2018 á, tháng 6 2018 á, thì chủ đầu tư Sun City có tổ chức bán cái bộ sưu tập giới hạn 66 căn. Mình nhìn những cái căn còn màu ha, đó là những cái căn mà chủ đầu tư bán hồi tháng 6 năm 2018. Thì bây giờ đã nhận nhà luôn rồi. Đây là song lập ha. Thì đối với lại cái sản phẩm chủ đầu tư á, thì mình qua bên đó mình thấy những cái mà có hàng rào như thế này, những căn khác sẽ không có hàng rào đâu ha.
Rồi chủ đầu tư làm sẵn vườn cây cỏ trồng rồi bếp BBQ cho mình luôn. Nói chung là làm bộ đầy đủ. Thì những cái căn song độc này nó khoảng 300 mét. Đó, thì lúc mà chủ đầu tư bán thì nó tầm cỡ 8 tỷ. Nhưng mà nếu mà bên Swan ha, mình chú ý ha, do năm 2018-19 á là tự thu tự chi nên Swan á là rất là khát vốn, nên thành ra là đi theo những chính sách mà thanh toán nhanh á, được chiết khấu rất là cao, có những căn chiết khấu lên tới 18-20%, nên khi mà mình thấy những cái giá nó sẽ khác nhau lắm. Ai có tiền thì sẽ mua được cái giá thấp. Ví dụ như họ vô 50%, họ được giảm ví dụ như là 12%, 18%. Vô 95%, họ được giảm 20%. Đó thì được giảm rất là nhiều. Ví dụ như 10 tỷ mà mình thấy giảm 20% là còn có 8 tỷ. Một người mua 10 tỷ, một người mua 8 tỷ. Đó. Nên ở đây mình sẽ chú ý thì những cái sản phẩm mà thay đổi giá nhiều đó là cái zone 4 và zone 5. Đó là do cái lúc giai đoạn đó là cái giai đoạn mà chủ đầu tư phải gom cái nguồn tiền mà những nhà đầu tư rót tiền sớm đó là thanh toán nhanh. Còn đơn lập thì cái mẫu này chuyến qua thấy cũng rất là đẹp ha. Ngay đây nó cũng thiết kế thông tầng á, nó nhìn mình nếu mà mình làm cái dàn đèn treo á thì nó đẹp lắm. Những cái căn này nó tầm cỡ 335 mét trở lên, một trệt hai lầu. Rồi cái loại mà có hồ bơi là cái loại Detach B đó, thì cái dãy này cũng ít thôi, nó có khoảng độ mười mấy căn đó, thì nó có cái hồ bơi. Cái này là chủ đầu tư làm cho mình luôn ha. Những cái căn này thì cái giá mà ấy thì nó tầm cỡ 11-12 tỷ, những căn có hồ bơi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái zone 4 nè. Thì nãy là mình đã qua được zone 8, zone 5, bộ sưu tập 66 căn. Rồi zone 4, zone 4 là cái mà phải nói là kiếm tiền rất là khủng. Nó bán là 546 căn. Nó chia ra, cái này là 4.3 nè, rồi 4.2 và 4.1. Khu này là khu lớp hao Bến Du Thuyền. Đó, 4.3 ở đây. Thì khu này toàn bộ là kiến trúc Pháp hết, nó rất là đồng bộ ha. Thì nó định vị là khu này là khu cao cấp thượng lưu và theo cái mỹ cảnh Paris. Nó sẽ có nhiều cái kiến trúc của Pháp ở đây, đài phun nước, rồi những cái công viên tiểu cảnh, nói chung là vòng xoay ngựa gỗ, rồi hồ bơi. Ở đây có hai cái hồ bơi nha, hồ bơi rất là lớn ở đây. Rồi có bên khu này thì có hồ bơi massage luôn ha, hồ jacuzzi á. Rồi khúc này mình thấy là cũng công viên rất là lớn này. Rồi đây là những cái kênh đào ha. Cái này thì nó đã có sẵn rồi thì chủ đầu tư sẽ cải tạo lại. Cải tạo lại cho đẹp hơn. Đây. Đây là những căn đơn lập. Đơn lập. Còn khúc ngoài đây là song lập. Khúc phía ngoài là song lập. Đây mình sẽ xem cái mặt bằng đây ha. Nó chia cái màu ra. Cái này là song lập nè, song lập. Song lập. Bên khu 4.1 này thì nó lại không có đơn lập ha, nó chỉ có song lập và dinh thự thôi. Nó dinh thự sát sông và sát cái con này, con kênh này. Có 546 căn, thì cái này là cái mặt bằng phối cảnh của bên đó. Đó. Đây mình thấy là những cái căn song lập. Song lập cái dãy này là mặt tiền luôn ha. Đường này đường lớn 30 mét ha. Ở đây là cái khu lớp hào nè, công viên nè, dinh thự. Đó là cái mặt bằng của từng cái mã căn ha. Đó thì cái kiến trúc zone 4 thì nó sẽ thiên về Pháp. Đó thì nó nói về cái mỹ cảnh Paris ngay tại nhà. Nó sẽ triển khai những cái kiến trúc Pháp như thế này.
đây là cái biệt thự song lập Pháp ha, thì đây là cái biệt thự thiết kế sẽ nhỏ hơn cái zone 8, nó chỉ là 8 x 20 thôi. Cái bên kia thì là 10-20, cái này là 8-20. Nhưng mà nó làm rất là đẹp. Đó thì cái khu này cũng đang hình thành được khoảng tới tháng 9 năm nay nữa bàn giao thôi. Đó thì có dịp mình qua bên thực tế mình sẽ xem. Đó thì đây là cái thiết kế song lập của nó. Rồi cái này là thiết kế đơn lập và cái dinh thự. Đó thì nó chỉ có 3 cái mẫu này thôi. Đó là cái bên zone 4, Swan Bay Lamation, 546 căn, 37 hectare, zone 4. Rồi cái này là cái mà mình sẽ kiếm tiền trong cái mới nè. Đó là cái đây, bên đây nó còn sản phẩm cũng còn nhiều á. Là nó bao gồm là shop house, rồi dạng garden với lại căn hộ. Căn hộ là còn khoảng độ 100 căn á. Mặt bằng mình thấy ví dụ như là chủ đầu tư để ra khoảng độ 40-50 căn. Nhưng mà bên trong vẫn còn rất là nhiều ha. Còn khoảng độ 50 căn nữa. Tổng sản phẩm khoảng 100 căn. Căn hộ thì giá khoảng từ 1,5 tỷ. Ví dụ như bây giờ hồi trước thì tiến độ 50% là 2 năm 24 tháng á. Nhưng mà bây giờ 50% là 18 tháng thôi. Đó, tại vì càng nó đã bán một thời gian rồi, nên thời gian nó ngắn lại. Đó, mình bán cái zone 6 nữa nằm đây. Zone 6 đặt tên là Lessenger. Rồi thì đây là cái gọi là trái tim Swan Bay ha. Đó, thì đây là cái khối căn hộ. Căn hộ thì hai tháp chỉ có 509 căn thôi. Đây là cái hồ công viên, hồ nước trung tâm, nó dẫn nước từ ngoài sông vào đây luôn. Đó. Ở đây, bên đây là cái khu mà phân khu gọi là kinh doanh đầu tiên của Swan. Ở bên đảo mình thấy là toàn bộ là nghỉ dưỡng không à. Nó toàn là biệt thự nghỉ dưỡng, thì khu này sẽ là cái khu mà kinh doanh rất là sầm uất. Thì nó có phố đi bộ, quảng trường. Còn đây là cái trường học này. Trường học thì cũng đã ký kết là Kinderwell với AAS. Còn bên đây là bệnh viện nè. Chung là cái khu này nó gần trường học, bệnh viện. Rồi đại công viên 22 hectare nè ha. Có những đơn vị họ vào họ mua sỉ luôn, ví dụ như khu này là 6.5, họ mua sỉ nguyên thấp toàn bộ đó. Đó, rồi những cái nhà hàng kinh doanh đồ họ mua những cái dãy này, họ mua rất là số lượng rất là lớn. Ở đây là cái phân khu zone 6 nè. Zone 6 thì mình sẽ có hai cái hồ bơi. Cái hồ bơi ở ngay đây nè, thì hồ bơi chuẩn quốc tế luôn, thì nó rất là lớn. Và nhưng mà cái hồ bơi này á, thì sẽ là dùng chung cho toàn khu đây. Đó. Còn cái hồ bơi mà tí nữa mình sẽ vô cái garden gardenia, hồ bơi riêng biệt dành cho những người thích cái sự riêng tư, nói chung là nó sẽ cao cấp hơn rất nhiều và đang mở bán chỉ có 18 căn thôi. Đó là hai mặt vườn và view nhà nhìn ra hồ bơi, rồi cái lối đi bộ công viên khoảng 6.000 mét. Đó, nó rất đặc biệt. Đây là cái thiết kế riêng của nó ha. Rồi ở đây đó mình thấy là nó có là tổng cộng là 5 khu. Đó, là bây giờ mình đang bán tiếp 6.1, còn đây nó còn lác đác một số cái. Rồi đây ha, thì cái mảng xanh của nó rất là lớn. Ở đây thì zone 6 họ có một cái slogan đó là sống như kiệt tác, nói chung là chạm vào kiệt tác của sản phẩm đó. Thì cái sản phẩm của zone 6 họ đầu tư rất là cầu kỳ ha. Từng cái chi tiết một, nói chung là nó có rất là nhiều cái. Ở đây mình, những ai mà đã đi Bà Nà Hiêu rồi, cho những cánh tay xíu nữa. Bà Nà Hiêu cũng chưa nhiều đúng không? Thì mình thấy là một nguyên một cái làng Pháp ở trên cái ngọn núi Bà Nà Hiêu. Đó, thì cái ở đó thì nó rất là đẹp. Và cái nói chung là từng góc của căn nhà nói chung là rất là nhiều cái cảnh đẹp. Thì mình nghĩ thì nếu mà Swan Bay nó xong cái này á, thì khắp nơi sẽ đổ về đây. Rất là gần thành phố mà có một cái nơi mà đẹp như vậy, thì chắc chắn là mọi người sẽ đổ về đây.
À, thì khi đó thì những cái nơi đây thì kinh doanh sẽ rất tốt, tại vì đây là khu kinh doanh mà nó nguyên cái đảo mà chỉ có khu này là khu kinh doanh thôi. À, thì shop house thì mình kinh doanh mua bán, còn dù như những cái loại kia thì garden đó thì mình sẽ kinh doanh dường như là khách sạn hay gì đó. Đó, và nó có thang máy sẵn cho mình luôn rồi, hệ thống trường học. Đó là cái mẫu biệt thự mới nè. À, ở đây là cái mẫu shop nè ha. Shop thì nó sẽ xây là 5 tầng và mình có được cái sân thượng. Shop 5 tầng thượng. Thì ở đây mình chú ý ha, thì nó sẽ chia ra là ở đây nó bán là dạng diện tích sử dụng, chứ không phải là bán giống như những cái biệt thự kia là mình sở hữu đất. Cái này nó chỉ bán giống như là căn hộ thôi, có nghĩa là nó bán theo diện tích sử dụng. Dù như căn shop á, thì ở đây là một nửa căn đó, từ đây dưới đây lên. Ở giữa là mình có thang máy rồi ha. Đó là còn ở trên đây là hai tầng này với sân thượng là một căn khác. Nhưng mà mình sẽ mua là từ dưới lên trên luôn ha, là hai sổ. Có nghĩa là mình mua một căn vậy hai sổ. Thang máy thì mình đi riêng hết thang máy. Dù như thang máy nó lên được cái tầng 1 này. Cái shop bên dưới là mình cho thuê được luôn ha. Thang máy mình lên đây. Ở đây nó xây dạng là đất đất không tầng á, nên ở đây mình khai thác được cả không gian này. Không gian này thang máy cũng sẽ lên tới cái tầng này, đi riêng hết. Đó là cái nó rất là đặc biệt như vậy. Và cái sân thượng của nó, ở đây cái tòa nhà rất là cao. Tí nữa mình coi lại cái bản flycam ha. Ở đây là những cái khu quảng trường rồi kinh doanh của nó. Ở đây là những cái thiết kế. Cái thiết kế này thì để mà anh chị dễ hiểu á, thì cái thang máy mình phải hiểu, dù như mình coi mình để làm sao mình biết được, đó là đi vô được hay không. À, thì ở đây mình nhìn những cái ký hiệu của nó ha. Dù như cái này là những cái mở nè, còn cái bên đây ấy, là nó rào hết luôn, có nghĩa là mình không đi vô được những cái đường nét liền luôn á. Mình thấy ha, đây là cái đường nét liền nè, còn đây là những cái đường nét đứt nó đi vô được nè. Thang máy thì nó sẽ nằm phía sau nhà ha, này phía trước nè, này phía sau. Còn đây là căn Sky ha, Sky Garden là hai tầng trên. Còn cái khu này là cái khu mà dạng garden nè. Hồi nãy là mình shop garden thì nó xây thấp hơn, nó xây chỉ 4 tầng thôi. Tầng trệt thì nó cao 4 mét. Đó, cái này là cái garden. Đó là cái phối cảnh sân thượng ha. Rồi đây là cái sản phẩm mà đang mở bán, đang cho booking ha, thì chuẩn bị khoảng độ 6 tháng 5 đó, thì chủ đầu tư sẽ rút lại cái thời gian sẽ bán 18 căn này. Đó, thì nó đặc biệt như thế nào, nó là cái khu 6.1 á, nó nằm ở ngay đầu đây luôn. Đó là nó chỉ 18 căn thôi nè. Đường chính là 850 mét nè. Đó, thì đây là cái khu hồ bơi, mình thấy cái hồ bơi riêng của cái khu này nó đặc biệt lắm nha. Nó sẽ kéo dài, nếu mà mình nhìn nhìn mặt bằng ban đầu đó, nó chỉ là một cái nhúm nhỏ thôi, nhưng mà chủ đầu tư đã thiết kế lại để cho nó đẳng cấp hơn, thì làm một cái khu mà ba rượu rồi phơi nắng đồ đây đó, rồi nằm phơi nắng dọc dọc đây, tức là cái lối đi bộ xung quanh đó. Thì cái phía này là phía trước nhà là mình sẽ nhìn vô hồ bơi, lối tán bộ. Phía sau nhà là những cái shop house kinh doanh. Đó, nó rất là đẹp, có nghĩa là đây là những căn toàn bộ là hai mặt tiền. Một cái căn như thế này, để tính cho nó về cái giá của nó. Còn đây là cái khu lớp hao nè. Lớp hao nó thiết kế nè, cũng rất là đẹp. Đây là toàn bộ phối cảnh sẽ triển khai nha. Nó sẽ làm như vậy. Nhưng cái thứ lớp hao bên trong, đó là kiến trúc này là chụp từ trên xuống nè, là cái hồ bơi này, kéo dài ra là lối tán bộ. Cái khu này nó cái độ rộng của nó là khoảng là 6.000 mét, nó là ngay trước cái nhà mình luôn. Đó, mình sẽ nhìn được hồ bơi, nhìn được công viên, rồi đằng sau nhà chỗ mình để xe hơi ấy, là mình nhìn qua bên kia là cái khu shop house. Ở trong đây nó có thiết kế chi tiết ha, từng cái phần đó. Rồi thì cái lịch thanh toán của cái đợt này thì nó sẽ như thế nào? Đang cho đặt cọc giữ chỗ là 50 triệu, thì nó theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3.
Đó, thì mình sẽ bút vô cái có mã căn luôn. Về cái tiến độ thanh toán mình thấy nè ha, thì đợt 1 đó là vô 15%, đợt 2 là 3 tháng sau đợt 1 đó là 15%, còn lại là mình tới 6 tháng sau là vô, tới tháng 9, 9 tháng sau đợt 1 nè là mình vô 5%. Nói chung là nó sẽ nhẹ, chỉ có 2 lần đầu á thì nó sẽ hơi nặng, mà bây giờ toàn bộ tiến độ của bên đây là nó đổi lại là 50% là trong vòng 18 tháng đó, thì nó sẽ gấp hơn cái xíu. Rồi trước là 24 tháng. Tại khu này nó đang sang lắp, nó xây lên, nó ép cọc xong nó xây lên cũng nhanh lắm. Nó sẽ bàn giao theo cái tiến độ. Mà bên bên chủ đầu tư Swan á, là có một cái đặc điểm thế này á, là toàn đa số là giao trước cái thời hạn không à. Đó, nên thành ra là cái nhà đầu tư bên đó cũng rất là lo, nhất là cái Swan 4 này. Đó, thì đáng lý là dù như là báo là quý 4/2020 bàn giao. Đó, thì năm nay cũng quý tư nhưng mà có thể là tháng bây giờ nó đã cất nóc rồi. Nó cất nóc rồi thì khả năng là cỡ tháng 8, tháng 9 gì đó nó xong đó, nó sẽ báo được bàn giao cho khách hàng. Đó là bàn giao sớm. Thì những dự án khác thì khách hàng là rất là lo là không xây rồi trễ này nọ. Còn bên đây thì chủ đầu tư có một cái là ngay cả dù mấy lần mà Chiến nói chuyện với lại nhà thầu á, đó, họ kêu là lần đầu tiên luôn á gặp cái chủ đầu tư mà trả tiền trước cho họ, nó trả tiền trước để họ làm ngày làm đêm luôn, nó làm sao để phải vượt tiến độ. Nên đầu tư đây mình rất yên tâm. Có thể thời gian đầu á mình thấy là ổng không xây, ổng làm gì hết á, nhưng mà đến lúc mà ổng làm á, ổng làm rất là tốc độ. Ông chủ đầu tư này là có cái đặc điểm như vậy đó, thì ổng làm rất là nhanh. Ví dụ như là 546 căn biệt thự zone 4 á, Sovelamation á, thì ổng khởi công vào ngày 20 tháng 10 năm 2019. Mà bây giờ là mình mới tới tháng 4 đúng không, mà đã cất nóc 546 căn đó. Đó là mình thấy là cái tốc độ xây rất khủng khiếp. Và hai đơn vị xây chính là đang là Hòa Bình và Ricom. Thì đây là những đơn vị mà thi công uy tín tại Việt Nam, đó nên mình cũng yên tâm về cái chất lượng của nó. Rồi cái giá của khu bên đây thì nó đang là 33 triệu một mét sàn. Thì một cái căn mà shop nguyên từ dưới lên trên đó, tổng diện tích của nó khoảng là 280-300 mét, diện tích của 4 tầng đó. Cái sân thượng thì nó tính diện tích sàn sử dụng có khoảng 5 mét thôi, nó không tính nhiều đó. Thì 33 triệu mét thì tính ra một căn như vậy nó khoảng từ 9 tỷ mấy một căn là chưa trừ chiết khấu. Chắc chắn là sẽ có chiết khấu. Chiết khấu bình thường ở đây nó đang khoảng độ 4%-7% nếu mà thanh toán nhanh. Đó là cái thông tin giữ chỗ nè. Rồi căn hộ thì căn hộ là cái hai khu này. Hai khu này rất là đẹp, nó ngay trục chính của đảo luôn. Vị trí mặt tiền đường 50 m ha. Thì đây là cái cảnh chụp thực tế cái lớp hao cảnh trời. Hai tháp luôn, chỉ có 509 căn. Đây là cái mặt bằng ha, mặt bằng của tháp 1 với mặt bằng tháp 2. Tháp 1 thì đang còn nhiều, mới mở bán hồi tháng 10 á, năm 2019. Còn đây là cái công viên hồ trung tâm ha. Còn bên đây là cái đại công viên 21 hectare, nó dẫn từ ngoài sông đi vào trong đây. Đó, còn đây là cái trục đường chính 50 m đi vô lớp hao. Còn đây là cái khối trường học xuất hàng. Đây là cái khu mà căn hộ chị ha, hai tháp. Một tháp nó chỉ xây dựng nó là 15 tầng thôi, cao 15 tầng thôi. Đó thì vị trí nó rất đẹp ha. Thì nếu mà mua những căn mặt ngoài này nè, đây là những cái mặt mà hai phòng ngủ nó khoảng 65 m, thì cái view nó sẽ là nhìn thấy được cái hồ nước trung tâm, công viên trung tâm này, và cái sân golf 84 hectare, thêm nữa là view sông xung quanh rất là đẹp. Thiết kế này, thiết kế của tháp 1. Ở tháp 1 có thì ở đây là cái khúc này là cái khúc mà shop bên dưới nè, ở dưới nó có shop heo. Rồi tầng đối với lại tầng 3 thì nó sẽ có là cái khu mà lúp heo. Có lúp heo, có hồ bơi ở tầng 3.
đó thì những căn hộ mà cái khu tiện ích nó nằm ở tầng cao như vậy á, tầng 3 như vậy thì mình sẽ thấy là nó sẽ rất là sạch và không khí rất là mát đó, mình chơi trên đó. Rồi nếu mà chị muốn ngắm sông ngắm ấy thì có thể là lên đi thang máy lên tầng 12A là tầng 13 á, đó là nó sẽ có Sky Garden, cái khu vườn trên không ở đây, đó là khu công viên ở trên tầng 13 đó, thì mình sẽ lên trên đó mình sẽ ngắm cảnh xung quanh đảo. Đây nếu mà mình nghĩ đây là cái khu đó, mình lên cái Sky Garden mình ngắm, ở đây là cái quảng trường này, phố đi bộ này, kinh doanh ở đây. Rồi đây là cái tháp 2, ở đây cái tháp 2 nó mở bán đầu tiên ha, bên đó tháp 2 thì mở bán đầu tiên đó, thì cái hồ bơi ở tầng 3 ở đây, còn này là Sky Garden tầng 13. Do hồi nãy có một số anh chị em tới trễ thì rồi ở đây chính nãy giờ mình nghe về lý thuyết nhiều, bây giờ mình sẽ đi lại thực tế là để mình nắm dễ ha. Bên đây là khu tiện ích ha. Rồi đây là cái zone 5 nè, đây là cái bộ sưu tập 66 căn, nó có hồ bơi, biệt thự đơn lập nè. Đó thì nó hơn 300m, 330m mỗi căn ha. Nó sẽ có hồ bơi bên hông ở đây. Bên đây là cái zone 4 đang xây, thì cái này được quay cách đây khoảng trước Tết. Đó thì trước Tết thì nó chỉ mới như thế này thôi. Nó khoảng tháng 1. Bây giờ nó đã hình thành là chất nóc đó, mình ở đây đối với Swan đó, mình qua cứ mỗi một tuần đó, đó thì nó lại có cái sự thay đổi mới. Chúng ta mình thấy những cái hồ bơi của những khu này. Đây khu 4.1 nè, mình thấy 4 là 5, 6 nữa. Đây cái zone 6 là cái shop nó xây đây. Còn đây là khu zone 8 nè. Ở ngay đây là cái khu sale gallery ha. Đây là có mấy căn này là song lập ha. Còn này là nhà phố liền kề nguyên dãy. Bên đây thì nó sẽ bảo vệ, nó sẽ đi theo là có thể cư dân mới vô được. Nhưng mà mấy hôm nay thì đang khá là dễ, tại vì cái khu ở dưới đây bắt đầu mở cái tấm này, nên mình đang đi vô được khu này. Hoặc là ví dụ như là những bạn nào mà cần vô thì nói chuyến thì sẽ có cách để vô. Thì cái đó thì cũng hạn chế, tại cái này là bên khu mà cầm bao đó, thì nó sẽ có riêng tư của cư dân đó. Thì đây là cái phía này là cái phía cầu Lợi Phước này, rồi sân golf này, đây là khu vực bệnh viện ha. Rồi ở đây là cái tháp căn hộ số 1 nè, tháp căn hộ số 1 và cái hồ nước trung tâm này, đài công viên thì bên đây nó sẽ dẫn vào đường nè, đường 50m ha, mình thấy là ngay đó bệnh viện này. Rồi đây là cái dãy mà shop house sẽ xây liền đây ha. Đây là dãy shop house. Cái garden đó là nó nằm ở phía sau của cái này, nó nằm ở giữa trong đây. Thì cái khu mà 18 căn đó thì nó đang thiết kế bên trong đây đó. Thì đây là cái zone 5 này, tầng 4, tầng 6 này. Đây là cái căn shop house ha. Thì mình thấy là cái tầng trệt nó rất là cao, tầng trệt là nó cao 6m. Những cái tầng này là nó cao 3m3. Ở giữa thì nó có thang máy. Phía trước là mình đang kinh doanh ở đây này. Nếu mà tổng chiều dài á, là mình có khoảng độ 20, mà ở cái khu mà cái diện tích xây dựng đây nó khoảng là 10m rưỡi thôi, thì nó sẽ chừa trước chừa sau, đằng sau là mình để được xe hơi đó, rồi đằng trước mình sẽ có khu sân vườn để mình kinh doanh của shop house. Thang máy nó nằm ở phía sau thôi, nó mới nằm ở đây, nó nằm ở đằng sau đây. Rồi đây là cái sân thượng ở đây, một nửa trên đây, 2.5 tầng này là một căn đó, rồi 3 tầng dưới đây là một căn. Thank you.
là cái sân thượng này là một căn. Thang máy sẽ đi lên đây. Cái này nó thở thông tầng ở đây ha. Thông tầng đây. Nó là thông tầng rất đẹp. Thì thang máy mình sẽ lên tầng này, chứ là tầng này. Đây là đang quay về phía sau. Đó là cái shop ha. Thì sau này cái này sẽ là cái biểu tượng rất đặc biệt của bên Swan. Ở đây là những cái chỗ để xe hơi nè. Đi mình đậu xe vô xong cái là mình đi vô đây là có cái cửa thang máy luôn. Bên đây nó sẽ rất là riêng biệt ha. Cái gì? Đây là căn mẫu. Căn này là căn mẫu, nó sẽ shop là nó sẽ nguyên một dãy luôn. Sẽ liền kề rồi nó có cái lúp hao nữa. Lúp hao nói chung là nó sẽ thiết kế cái cảnh rất là đẹp, nó giống như một khu cái gì anh? Không cần này nè, chỉ cao được sao trời nó mấy mét? 3m3 cộng 3m3 nữa là mình cao được 6m6 rồi. 3m3 chỉ là tính thế nào? Tính theo 6m6 thì 3m3 nó tính diện tích sàn sử dụng á, giống như căn hộ vậy đó, diện tích thông thủy đó. Tương lưỡng không tính. Nên thành ra là có cái tầng mình thấy là tính 50m2, cái tầng trên nó tính có khoảng bao nhiêu, 30m vậy đó. Nó không tính cái thông tầng đó. Nó tính cái sàn sử dụng dưới nè. Còn cái tầng trên là nó không tính. Đó đây là cái khu sân 4 nè. Mình thấy cái khúc này nè ha. Đây là chính là cái khu mà kênh nhân tạo, kênh đào ha. Nó dẫn vào cái khu mà lúc hao hồ bơi á. Đây là những căn dinh thự của sân 4.1 ha. Đây là dinh thự. Nó 520m á. 20x126. Đó là đây là cái nước từ ngoài sông dẫn vào. Đó là cái khu lúp hao, hồ bơi, rồi hồ bơi massage. Thực ra là nếu mà bên đây mình mua được những cái căn sông đập bên đây mà mặt tiền ngoài này ok lắm. Đây là sông đập này. Khu này đơn lập ha. Từ đây ra sông đây đơn lập này. Đơn lập. Đây là dinh thự ha. À mình chú ý ha, thì cái khu này, đây là cái con kênh nhân tạo thứ hai, lúp hao hồ bơi ở đây. Khu BBQ. Cái đất mà trống trống với này. Cái đất này là đất của bên quân đội ha. Nên phía trước này là Swan sẽ làm một cái công viên ở ngay đây. Đó. Đây cái công viên. Khu bên đây là cái thành Tây Hạ nha. Của thành quân đội. Nên thành là cái đất ngay đó là mình không có được đụng tới. Đất của quân đội. Còn bên đây nè, mình mua thì sau này cái khu, đây là cái khu du lịch đó, kéo lại. Đây là cái khu mà Sơn Bảy á, đất khu du lịch á. Đó. Đó, mình mua những cái căn bên đây cũng rất là hay ha. Sau này cái trục chính của đại công viên khu du lịch nằm bên đó. Nó dẫn nước sông từ bên ngoài vào trong trung tâm. Ok. Bây giờ là 11 giờ đúng không? Thì mình sẽ giải lao khoảng 5 phút. Rồi sẽ bắt đầu có QA. Rồi mình chỉ sẽ chuyển qua cái phần mà tìm kiếm khách hàng, bán hàng bên đây với lại cái bên chuyển nhượng. Thì cái rổ hàng chuyển nhượng sẽ xếp như thế nào. Và bên mình đang có một cái đội chuyển nhượng làm dán. Rồi giao cho Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Đồng Nai triển khai thực hiện dự án theo đúng các điều kiện cam kết với nhà tài trợ hiệp định vay và quy định. Rồi điều 7 là quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, tức là cái ngày 24 tháng 4 năm 2020. Đó thì với cái hiệp định vay này ký thì khả năng là có thể là cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Nghĩa là trễ nhất thì chỉ nghĩ là khoảng năm sau là 2021 khởi công vành đai 3. Đối với lại dự án mà đã có về cái quỹ tiền đền bù quy hoạch rõ ràng, cái số tiền rõ ràng rồi á, thì nó sẽ rất là nhanh. Cái vành đai 3 này là cái yếu tố mà tăng giá rất là mạnh cho nhân trạch. Mình cứ hình dung những cái dự án xung quanh của Swan Bay đi, ví dụ như là Palm Marina, thì ví dụ như là 300m2 mà bán 20 tỷ. Đó, thì cái biệt thự của mình là 320m2, đó là đang bán nếu mà giá bây giờ nó tầm cả 10 tỷ. Rồi đó thì đây là một cái thông tin cực kỳ tốt về cái vành đai 3 ha.
đây là cái Thủ tướng Chính phủ đã ký đó, thông tin ngày 24 tháng 4. Thì bữa giờ là mình chỉ vướng cái là cái ký chỗ cái hiệp định vay vốn của ODA Hàn Quốc thôi đó. Thì cái này nay đã được Thủ tướng giải quyết rồi, đó là một cái tín hiệu cực kỳ tốt. Sau cái quyết định này chỉ đảm bảo là thị trường sẽ làm dậy sóng, giá sẽ tăng. Nếu mà ai những cái chủ biệt thự mà bán trong thời gian vừa qua sẽ rất là tiếc. Sẽ rất là tiếc khi mà có cái thông tin này. Thì bên nhân trạch chắc chắn sẽ làm thị trường rất là mạnh về cái thông tin này. Thông tin đền bù, thông tin xác nhận về triển khai như thế nào, nếu mà thứ nó sẽ rất là rõ ràng xong thông qua cái quyết định này. Rồi, ok thì bây giờ thì hồi nãy thì Chiến có nói qua về cái sân bay về bốn cái phân khu đúng không? Thì thứ nhất là zone 8, Swan triển khai vào tháng 9 năm 2017, đó là 396 căn. Rồi zone 5 là 66 căn vào tháng 6 năm 2018. Đó, thì trong cái bộ zone 5 thì nó có là 332 căn. Thì Swan bữa đó mở bộ sưu tập 66 căn, nhưng mà thực tế là bán tới 70 mấy căn đó. Nên là 66 căn lấy số cho nó đẹp thôi. Chứ bán bên đây chủ đầu tư thì lúc nào cũng sẽ có sản phẩm ngoại giao, nhưng là bán nội bộ riêng bên trong. Đó là cái hướng của chủ đầu tư nào cũng vậy. Rồi zone 4 thì 546 căn. Đó thì bán vào tháng 8 năm 2018. Đó thì lúc đó thì tổ chức ở Villa Thảo Điền này, Villa Sông Thảo Điền. Đó là event rất là sôi động ha, kỳ đó là cứ khách hàng cộng trăm bán trên trăm, trăm rưỡi, hai trăm, có cái bán 300. Đó thì đợt đó nói chung là sale cũng cộng dữ lắm, cộng bán lại nói chung là kiếm tiền gọi là không khó đối với Swan là vậy đó. Mà Swan được cái là nói chung cái tiền cọc có đa số là vẫn lấy lại cho khách hàng được, nhưng cái này thông tin hạn chế ha, cái này là bây giờ không hứa nha. Nhưng mà khi mà đã ký hợp đồng rồi thì chắc chắn là sẽ không lấy được nha. Tại bây giờ nó sẽ có cái bộ quản lý ở bên nước ngoài. Nó đã khác xưa rồi, nó quản lý chặt chẽ hơn. Rồi. Đó là cái zone 4. Rồi zone 6 thì đang bán. Đó là bốn cái phân khu. Đó thì về cái phân khu mới đó thì lúc mà Chiến chia sẻ thì không biết là có anh chị nào mình chưa rõ hay mà là muốn hỏi thêm cái gì đó thì có thể là đặt câu hỏi. Đó mình sẽ có 5 phút trao đổi một số cái thắc mắc của anh chị. Đó, ví dụ như về pháp lý dự án đúng không? Đó, hay là về chủ đầu tư này đó, là nó có cái gì đó hay không? Hay là dường như nhà đầu tư vào thì họ lời hay lỗ hay là như thế nào, hay là bên đây thì đầu tư khi nào là chốt lời. Dự kiến khi nào zone 6 thì đối với lại về theo tiến độ bàn giao chủ đầu tư thì cái shop với lại garden sẽ bàn giao trước là quý 4 2021. Còn đối với căn hộ nó sẽ chậm hơn, căn hộ thì nó sẽ phải vào khoảng quý 2 2022. Nên căn hộ tính ra thì bây giờ mua vẫn còn tốt. Thì 50% đó mình thanh toán xong mình sẽ để đó. Thì cái 50% còn lại nếu mà mọi người ấy thì nên mua để dành sau này, cái căn hộ bên đó mua khai thác cho thuê sẽ rất là tốt nha. View nhìn toàn cảnh đảo và toàn bộ xung quanh là những cái biệt thự rất là đẹp. Thì cái khả năng mà khai thác dù như hàng ngày mình cho thuê, chứ nói bèo cho thuê ngày 1 triệu thôi. Đó là chiến nó thấp đó, thì dù như tháng là cũng được 30 triệu rồi. Là căn một phòng ngủ mình mua có 1,5 tỷ. Giờ ví dụ như là 2 năm thanh toán có khoảng 750 triệu. Mà 2 năm chia ra nó rất là nhẹ.
Thứ hai đợt đầu là hơi nặng xíu thôi, đợt đầu 15%, 3 tháng sau 15%. Nói chung đi đầu tư cái gì cũng phải ít nhất có 30% trước. Xong rồi tới 9 tháng sau đó, mình mới phải thanh toán tiếp cái số tiền 5%. Nhưng 3 tháng 5% là cái khả năng của cái bạn mà ấy. Nói chung là khi mà mình đã mua rồi thì mình sẽ có cái động lực kiếm tiền đó, đúng không? Chứ không có nào dí mình thì mình đâu có chịu kiếm tiền đâu. Đó là cái về cái thông tin sơ xấu chắc chắn sẽ là cái điểm nhấn cực kỳ lớn đối với lại cái Sài Gòn và những cái lân gần xung quanh. Họ sẽ đổ về tham quan cái Swan Bay này rất nhiều. Swan Bay sẽ tăng cái giá trị nhiều lắm. Nó là một cái hòn đảo mà cái phong thủy của nó rất là tốt. Nó như một cái hình giọt nước vậy đó. Phong thủy rất là tốt. Và nó giữ được nước trong đó nữa. Và cái mặt ngang của cái mặt sông á, thì mình thấy là chiều ngang khoảng độ 300m so với lại cái bờ mà bên chỗ Đại Phước á. Nếu mà bình thường mà mọi người đi qua đó thì có thể là ví dụ như đi qua phà Cát Lái á, để mình đi nhanh thì cách phà khoảng độ 4km sẽ có cái ủy ban xã Đại Phước bên tay trái. Mình đi sát cái hẻm của cái ủy ban sẽ vô được cái đò. Đi đò khoảng cỡ 2 phút thôi. Đò nói chung là đưa mình qua đảo liên tục, tại nó chỉ cách 300m đó, là cái đảo rồi. Thì nó đưa qua cả đi cả về cả gửi xe luôn, hết có 13.000. Rất là rẻ mà đi rất là nhanh. Qua phà Cát Lái 4km là tới rồi. Nếu mà gọi là mình tự túc, tự đi, chứ đừng có đi mà đi vô đường bộ cầu Đại Phước là mình đi một cái vòng khá là xa. Tại cái cầu nó nằm bên Long Tân, chứ nó không phải nằm bên xã Đại Phước. Thế nên mình đi cái đó là tính ra là tới cỡ 20 cây, nó đi đường bộ. Trong khi đó là qua phà Cát Lái mình đi 4km, mình đi đò đó. Ok, có ai hỏi gì thêm? Thì bên đây thì mình bán hàng á, dù như bình thường mình bán những cái dự án khác á, mình sẽ tốn cái chi phí quảng cáo á, thì bây giờ ví dụ như thay vì vậy thì bây giờ mình tổ chức, ví dụ như gom lại mình tổ chức, mình làm những cái tiền chơi đó, hay mình rủ khách qua đó, mình cho họ thấy được những cái khung cảnh, những cái tiền cũ bên đó. Giao dịch chuyển nhượng ha. Ok, cái này thì đây, cái này là cái một cái tiền, ví dụ như là buôn bạc ti đó, thì ngay hồ bơi đó, hồ bơi sát sông nè đó, thì cái này là tụi Chiến làm sale làm chơi đó, thì có thể làm cho khách. Thì đối với lại cái giao dịch chuyển nhượng đó, thì thực sự bên đó là nó chuyển nhượng rất là mạnh. Chỉ có trong đợt dịch này là chuyển nhượng hơi chậm thôi. Ví dụ như nếu mà trong những tháng qua thì nếu mà Chiến đếm những cái bạn mà Chiến biết đó, thì trong những tháng qua dù nó cỡ tầm mỗi tháng tầm cỡ 10 căn. Đó là trong đợt dịch đó. Còn nếu mà không dịch nha, đợt này sau đợt này nha đó, thì Chiến nghĩ là ít nhất là mỗi tháng nó phải là 20-30 căn. Với cái khả năng mà cái người đầu tư qua mua rất là nhiều. Tại nhiều khi một tháng là Chiến bán 10 căn được mà. Cái bên đó là cái khả năng bán rất là cao, nhất là bên Sơn Bắc ha. Tại ở đây mình chuyển nhượng là mình còn một cái sản phẩm bên Sơn Bắc nữa. Sơn Bắc thì cái nhà phố nó rất là rẻ, bây giờ đang bán lại cỡ tầm 2,5 tỷ, xây dựng là 6.3 x 17, 1 trệt 2 lầu, rất là đẹp ha. 2,5 tỷ là mình đã có luôn VAT, phí bảo trì, phí quản lý đó. Nên cái những cái giá đó là những cái giá mà đất bên ngoài ấy, bây giờ nó cao lắm rồi. Ngay cả những khu tái định cư á, dù xã Đại Phước đi, một cái nền của nó bây giờ mình mua phải tầm ít nhất là 2,5 tỷ, 3 tỷ. Trong khi mình vô đây là một khu mà hạ tầng rất đồng bộ ha, trường học rồi mọi thứ đều có, công viên hiện hữu luôn. Mình đã có một cái công viên 4,5 hectare, có nước, rồi cái nước đó sau này nó sẽ nối vô cái những cái hồ trung tâm 22 hectare là cái hồ Thiên Nga.
đó, nên rồi thêm cả cái chợ đêm James Farm Bắc đó, thì khi mà vận hành lại nó cũng thu hút cái lượng khách qua rất là đông. Rồi những cái cư dân họ đang về họ bắt đầu là kinh doanh, ví dụ như là spa nè, rồi cà phê, rồi nội thất, nói chung là nó bên đó nó đang có rất là nhiều cái cơ hội mở ra. Đặc biệt đó là mình không chỉ là bán chuyển nhượng không, mà mình có thể là tư vấn cho họ làm thiết kế nội thất đó, rồi cà phê, nói chung là rất là nhiều cái để mình kiếm tiền đó. Ngay cả mình tư vấn họ vay ngân hàng mình cũng có tiền đó. Nó rất là nhiều cái để mình kiếm tiền. Và cái lộ trình của Swan đây á là một cái lộ trình rất là lâu dài. Đối với là dù như Swan Bắc mình thấy hai cái dự án đó nó mới triển khai 106 hectare và nó mới bán được có 2 phân khu thôi. Hai phân khu đó thì bây giờ nó còn một cái phân khu nữa chuẩn bị ra, thì cái nhà phố của nó thì chắc phải tầm trên 3 tỷ. Nhưng mà nó đang xin cái diện tích nhỏ lại thì 1/500, thì cái đó có khả năng là phải tới tháng 8 thì mới thể mở bán được. Nhưng mà nếu mà muốn tháng 8 mình bán được những cái nhà phố mà cỡ 3 tỷ bên đó thì bây giờ mình phải chạy trước, mình chuẩn bị trước, mình nắm thị trường về những sản phẩm cũ. Còn dù như khi không mình thấy là dù vừa mới mở bán mình nhảy vô là không có kịp đâu đó, thì những bạn cũ ở đó họ đã nắm rồi. Thì bây giờ ví dụ như mình bắt đầu bước qua tháng 5 thì coi như là mình có sự chuẩn bị 3 tháng để bán cái nhà phố của Son Bắc. Bên Son Bắc thì chắc chắn là bán thì thường thường phí cao lắm. Hồi xưa bên ban đầu bên đó phí như 5 chấm cho mấy sàn ở ngoài đối với Son Bắc. Bây giờ thì chưa biết như thế nào. Son Bắc sản phẩm đẹp mà rẻ, tính ra phải cỡ 20-22 triệu một mét mà đã có nhà luôn rồi, có tiền ít, nói chung là đẳng cấp. Mà bây giờ cái trục đường chính nó mở rộng ra nên mọi người đi qua ai cũng thấy được cái tiềm năng của nó quá rõ. Cái đường đi ra sân bay bây giờ bên Nhân Trạch nha, thì ở đây là Chiến mở cho mọi người coi cái đường. Mình Kim Quanh cũng có triển khai cái đường mà Kim Quanh có triển khai một cái dự án Mega City, nó nằm ở cái đường 319 của Kim Quanh. Đây, 25C. 25C này là cái trục chính, sau này nó sẽ là trục chính xuyên tâm. Nó là cái đường Nguyễn Ái Quốc á, nó đang đi đường này là lớn, rất là lớn ha, nó là đường 100m hiện hữu đi trong lòng khu công nghiệp ra tới quốc lộ 51 Vũng Tàu. Và nó sẽ là cái đường chính để mà đi vô sân bay. Và cái đoạn này nó đang kết nối vô Nguyễn Cảnh, nó mình thấy ngay khúc này nè. Đây là khúc mà từ khu công nghiệp nè đi ra tới quốc lộ 51 ha. Đường này đang làm để kết nối vô Nguyễn Hữu Cảnh. Thì nó kết nối trong năm nay nó sẽ xong cái đường này. Do cái vốn của Đồng Nai luôn ha. Trong năm nay nó xong cái đường này á, thì bên khu công nghiệp á, họ sẽ đổ về Swan Bắc, sân bay rất là nhiều. Tại vì đi lại rất là thuận tiện đối với lại cái đường này. Những cái chuyên gia của khu công nghiệp này rất là lớn ha. Đây là khu công nghiệp gần như là một trong ba khu công nghiệp lớn nhất cả nước á. Cái này nó tới 9 cụm khu công nghiệp, khoảng 3.000 mấy hectare. Đường ở đây là đường 100m. Đây là cái Kim Quanh ha. Kim Quanh thì đến Mega City bên đây. Còn bên đây là cái dự án Long Tân New City. Dự án đẹp lắm, nhưng mà tại vì trong khu này nó không có xây nhà sẵn á, nên nó đều hiu lắm. Nên cuối cùng là những người mua đất thật sự cũng không có lời trong những cái khu mà không có cư dân về. Thì đây là cái đường 3, đường 25C. Nó song song với lại đường 25B là đường hiện hữu ngay chỗ dòng xoay Nhân Trạch á, là cái đường Tôn Đức Thắng. Mình thấy là họ hiện tại đang làm như vậy. Còn cái này là đường 319 nè, mình thấy không? Đây là đường 319. Bắt đầu đi thực tế của anh chị.
Ok, có sẽ có đi thực tế qua dự án qua đó luôn. Đây để mở qua đường 319 cho mình coi nha. Chính là đi thường xuyên. Một cái đi thường xuyên. Ở đây là 319 ha, đường cái khúc này là cái khúc mà chỉ nói 1 km còn lại. Đang kết nối từ cái ngã ba cái cam á đi ra cái cao tốc này. Mình thấy phía này là cao tốc này, ở đây nó sẽ có hai nhánh rẽ và một cái nhánh ở giữa là cái cầu vượt. Băng qua phía ngoài, nó quẹo lên. Cái cầu vượt ở đây. À, cái này là bên kia quanh quay cũng lâu rồi nha. Chứ không phải là mới đây. Vui lâu mà nó gấp nhà 3 tháng 3. Cái gì chị? À, nó quy hoạch 120m nhưng mà bây giờ nó chỉ làm 80m thôi. Thì nó đền bù mà hơi khó. Đó đây là những cái mép này thì tiến coi thực tế nó đã đi sát mép hết rồi. Đó là chỉ có cái là bây giờ nó chưa, nó đang phải ép lại. Thì cái này cái nhánh mà rẽ từ cao tốc xuống á thì khoảng độ 2 tháng nữa thì nó sẽ xong lúc đó. Còn cái cầu vượt á thì móng nó đã lên, những cái cột chân cầu vượt á nó đã lên xong hết rồi. Đó là chuyến mới đi qua chuyến coi thấy là nó đã xong cái chân cầu vượt rồi. Thì bây giờ nó chỉ kết nối lại thôi. Thì cái đó thì khả năng là phải xong năm nay. Trong năm nay nó mới xong cái cầu vượt. Ở nơi cái 319 này đường nó lớn nha. Bên đây nè, đây là cái ngã ba cái cam nè. Đi vô đây là sân bay nè. Đó thì khúc này là khúc đi vô khu công nghiệp nè. Đường lớn sẵn xong rồi. Đường hiện hữu xong rồi. Đó thì Nhân Trạch họ đầu tư cái đường rất là ok nha. À, ngay cái đường Nguyễn Hữu Cảnh luôn cũng đang mở rộng ra 45m ngay cái dòng xoay Nhân Trạch này nè. Đây là cái dòng xoay Nhân Trạch ha. Nó chỉ mở bự ra, mình sẽ thấy được cái hạ tầng của Nhân Trạch năm nay làm rất là khủng. Với cái hạ tầng này chắc chắn là cái giá nó sẽ tăng rất là mạnh, nên giờ ai có tiền cứ mua bên đây ha. Đây là cái đường đi về sân bay nè, bây giờ nó đang mở rộng ra luôn. Sorry, cái này là cái đường đi về Phà Cát Lái. Đây là khu Xuân Bắc này, hai bên luôn. Đây là cái dòng xoay Nhân Trạch ha, mọi người thường hay đi đây nè. Đó là trung tâm hành chánh Mỹ Ba, tất cả mọi thứ nằm đây. Ngân hàng rồi nằm đây nè. Có ai không biết cái khúc dòng xoay Nhân Trạch này không? À, ai biết dòng xoay Nhân Trạch cho chiến thánh tay tí xíu. Cũng nhiều người chưa đi qua khúc này lắm. Đó thì đường này là cái đường đi Vũng Tàu mà hay đi. Này quay hơi nhiều. Quay cái này chóng mặt lắm. Cái sạch sáng. Đây ha. Đó, còn cái này là đường 319 nè. Ý là sau đây cái này là đường Tôn Đức Thắng đi qua khu công nghiệp. Đường xá làm rộng lắm. Có cái khúc ngang ngang mà có này là đường Tôn Đức Thắng nè. Đó, cái này là đi vô đây Tôn Đức Thắng nè. Đi ra quốc lộ 51. Đường rất là lớn. Đây là cái đường 319 nè. Đã quay xong rồi đó. Là nó rộng theo đường của phải giải tỏa rồi. Nói chung là cái giải tỏa là cái mà lấy đất lại là cực kỳ khó, họ mới mất cái thời gian khá là lâu. Ở đường 319 làm xong rất là lớn, đang hiện hữu 80m là đường rất là rộng. Cái này là quay cũng hồi trước tết chưa xong hết. Nay đẹp lắm, chạy vô khu này cực kỳ đẹp. 319 sẽ là cái đường mà sau này các xe họ tránh đường rất nhiều. Đó là mình đang thấy về hạ tầng á, nên ở đây nó là cái tiềm năng đi ra sân bay rồi mọi thứ là nó được đầu tư rất là nhiều. Ủy ban tỉnh Đồng Nai họ đi trước, họ đầu tư trước luôn đó, nên mình sẽ được cái rồi. Nguyễn Hữu Cảnh mở rộng ra 45m đi về sân bay đó, là đó là những cái đường rất là lớn mà đang làm luôn ha. Mình đi qua mình sẽ thấy là ngay dòng xoay á, đó là đường nó đang mở rộng ra. Đường rất là lớn. Ok, thôi thì sợ không có kịp giờ thì Chiến sẽ qua cái phần về chuyển nhượng bán hàng ha. Cái này hồi nãy là Chiến đang nói với mọi người là cái này là chính là cái quy hoạch casino nghỉ dưỡng nè. Nó kết nối qua đây là sân bay nè, cái cầu chỉ có duy nhất cái lối đi qua sân bay thôi. Đây là cái quy hoạch là 204,7 hectare quy hoạch casino và nghỉ dưỡng ha. Mình thấy biệt thự rất là đẳng cấp đúng không?
Đó, rất là đẹp, kế bên sân bay luôn. Tạo sân kia. Đúng rồi, mình bán thì công ty á là đang tập trung cho sân bay, mục tiêu á là để mình có thể bán được những cái sản phẩm lân cận, và mình lấy luôn cả cái Nam Long 45 hecta mình bán trong cái sân bay luôn, rồi thêm cả cái khu này, cái này là đảo Nhân Phước nè.